Nổi lên sau khi đóng loạt phim Fast and Furious, người đẹp gốc Do Thái đã vươn lên thành đại nữ mới của màn bạc và đưa cô tới vai Wonder Woman trong vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng của DC. Ở thế kỷ 20, người đẹp Aishwarya Rai đã biết tận dụng danh tiếng từ danh hiệu Hoa hậu Ấn Độ và Hoa hậu Thế giới năm 1994 để tiến thân vào Bollywood. Nhờ những bộ phim thành công ở quốc gia đông dân thứ nhì thế giới mà Rai trở thành một trong những ngôi sao được yêu mến nhất tại Ấn Độ và có sự nghiệp thành công. Ngày nay, thế giới lại được chứng kiến một nàng hoa hậu khác tỏa sáng trên màn ảnh rộng là Gal Gadot, Hoa hậu Israel 2004. Gal Gadot, Hoa hậu trui rèn trong quân ngũ. Người hâm mộ điện ảnh thế giới biết được Gal Gadot từ tập 4 của loạt phim hành động Fast and Furious. Gadot vào vai Gisele, cô gái cá tính, mạnh mẽ và sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức. Cá tính ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Cô từng là một thành viên của lực lượng phòng vệ Israel IDF trong 2 năm liền. Gal Gadot sinh ra tại Ras Al Ain trong một gia đình có cha làm kỹ sư, con mẹ làm giáo viên. Từ nhỏ, cô đã nuôi mộng thành luật sư và học hành chăm chỉ để theo đuổi giấc mơ ấy. Tới năm Gadot tròn 18 tuổi, vẻ đẹp thanh tú và chiều cao 1m78 của cô lọt vào mắt xanh của một chuyên gia tìm kiếm sắc đẹp. Gadot quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Israel để tự thử thách bản thân và tiến thẳng tới danh hiệu Hoa hậu năm 2004. Người đẹp sinh năm 1985 chia sẻ, "Tôi chỉ nghĩ rằng cuộc thi này sẽ là một trải nghiệm vui và chưa bao giờ nghĩ mình có thể giành chiến thắng. Do vậy, tôi đã bị sốc thực sự khi người ta trao cho tôi vương miện." Cô hài hước cho biết thêm, "Vì lẽ đó, khi được cử đi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ, tôi đã trở thành một kẻ nổi loạn. Tôi sợ rằng mình sẽ lại chiến thắng lần nữa và làm mọi cách để điều đó không thành hiện thực. Đi muộn, xuất hiện trong phục trang bình thường. Người ta bắt chúng tôi phải mặc đầm đi ăn sáng. Trên đời này có ai cần mặc đầm đi ăn sáng lúc 10 giờ 30 chứ?" Các thí sinh khác đều tỏ ra thích thú với cá tính của Gadot, nhưng sự nổi loạn ấy đã khiến cô đạt được mục đích, không lọt vào top 15 thí sinh xuất sắc đêm chung kết. Sau cuộc thi tại Ecuador, Gal Gadot trở về Israel để tổng quân. Cô giải thích về vấn đề này. Việc đăng ký vào ITF là một nghĩa vụ của người Israel. 2 năm trong quân ngũ là vì tổ quốc, chứ không còn vì bản thân bạn nữa. Khi ấy, bạn sẽ vứt bỏ tự do của bản thân để cống hiến. Sau 2 năm phục vụ ITF, Gal Gadot học luật để theo đuổi giấc mơ. Cùng lúc, cô vẫn tham gia các sàn diễn và lên bìa tạp chí thời trang với tư cách người mẫu. Gadot mang trong mình 4 dòng máu, dress, ba lan, áo và đức và nhanh chóng hấp hồn người đối diện với ánh mắt và nụ cười quyến rũ. Vẻ đẹp ấy được một chuyên gia tuyển vai bắt gặp và trao cho Gadot cơ hội thử vai tại Hollywood. Vai diễn mà cô được nhắm là nàng Bond Girl trong Quantum of Solace 2008, nhưng cuối cùng vai diễn ấy đã thuộc về người đẹp Ola Kurilenko. Sau khi trượt vai, Gal Gadot tự cải thiện bản thân bằng cách đi học diễn xuất và tham gia phim truyền hình Bubot 2007 của Israel. Chỉ ít lâu sau, chuyên gia tuyển vai trên lại gọi cho Gadot và mời cô tham gia vào Fast and Furious 2009. Đây là bộ phim giúp cô chạm ngõ kinh đô điện ảnh Hollywood. Gal Gadot, hình mẫu đại nữ của Hollywood. Màn thể hiện của Gadot trong Fast and Furious tạo ấn tượng tích cực cho khán giả tới mức từ một nhân vật phụ, cô được tiếp tục tham gia 2 phần sau của loạt phim đua xe này. Nhân vật Giselle là bạn gái của Han, đồng thời là thành viên của đại gia đình Toretto. Nhờ kinh nghiệm rèn luyện trong ITF, người đẹp cho biết cô có thể tự mình đóng mọi cảnh mạo hiểm trong Fast and Furious mà không cần người đóng thế. Ngoài ra, Gal Gadot luôn thể hiện với các nhà sản xuất và đạo diễn rằng tôi muốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập trên màn ảnh rộng, chứ không phải là bình hoa di động. Sau khi kết thúc sứ mệnh với loạt phim Fast and Furious ở tập 6, Gal Gadot có bước tiến mới tại Hollywood khi được giao vai diễn Wonder Woman. Đây là một trong những nhân vật nổi tiếng trong thế giới truyện tranh DC, lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bom tấn Batman and Superman: Dawn of Justice. Khi quyết định chọn Gadot vào vai Wonder Woman, không ít người hâm mộ nhân vật này tỏ ý kiến e dè. Nếu như trong truyện tranh của DC, Wonder Woman là một nữ chiến binh Amazon với thân hình nở nang, thì Gadot lại có thân hình và bộ ngực không được đầy đặn. Người đẹp đã đáp trả lại những chỉ trích ấy một cách hài hước. "Tôi đã nghe rất nhiều bình luận về kích cỡ của ngực tôi so với nguyên mẫu Wonder Woman. Nhưng theo truyền thuyết thì các nữ chiến binh Amazon chỉ có một bên ngực để đường cung bắn ra không bị chệch. Tôi cho rằng nếu tôi như vậy, thực chất cũng chả ai hài lòng cả phải không?" Với Gal Gadot, Wonder Woman mang nhiều ý nghĩa hơn một bộ phim giải trí thông thường. Diana, cái tên thật của Wonder Woman, là một vị thần tin tưởng vào việc khiến loài người trở nên tốt hơn. Nhiều cô gái trẻ bị lôi cuốn bởi nhân vật đó. Bộ phim truyền cho họ lòng dũng cảm để thay đổi, cô nói với Vogue. Bộ phim cũng đòi hỏi Gal Gadot trở thành anh hùng ngoài đời thật. Minh tinh rất tích cực tham gia các hoạt động về bình đẳng giới tại Hollywood. Năm 2016, Liên Hiệp Quốc mời Gadot và nhân vật Wonder Woman làm đại sứ danh dự cho các hoạt động bảo vệ phụ nữ của tổ chức. Để chuẩn bị cho vai diễn nặng ký kể trên, Gadot đã tham gia học kickboxing, capoeira và võ jiu-jitsu.
Những phản ứng tích cực từ khán giả về vai diễn Wonder Woman sau khi xem xong Batman and Superman, Tom Justin cho thấy cô Gal Gadot không hề phí công vô ích. Cô được đánh giá là điểm sáng vượt mặt cả Batman lẫn Superman và khiến nhiều người hâm mộ chờ đón những bộ phim riêng về Wonder Woman. Với Wonder Woman năm 1984, phần 2 của phim riêng về nữ siêu anh hùng Wonder Woman, Hoa hậu Israel Gal Gadot đã nhận được cát-xê 10 triệu USD. Dù số tiền này đã tăng gấp 33 lần so với con số ít ỏi 300.000 USD cô được trả ở phần 1, nó vẫn rất khiêm tốn so với mức cát-xê của nhiều sao nam. Gia đình, điểm tựa vững chắc cho vai diễn Wonder Woman. Ngoài đời, Gal Gadot là một trong những minh tinh thân thiện khi cô từng đề nghị chở người phỏng vấn mình về tận nhà sau buổi làm việc. Người đẹp Israel đã có 2 con gái với người chồng doanh nhân Jaron Vassano. Anh hơn cô 10 tuổi và từ lần đầu gặp, Vassano đã nhận ra Gadot là người phụ nữ mình tìm kiếm. Chỉ vài tuần sau khi bắt đầu hẹn hò, Vassano khẳng định với Gadot anh sẽ cầu hôn cô sau 2 năm. Lời hứa ấy được giữ và tới nay, Gadot vẫn luôn tự hào về gia đình nhỏ của mình. Khi bé Alma mới lên 2, công việc bận rộn khiến tôi liên tục phải di chuyển. Tôi thực sự thấy căng thẳng với việc mang con từ Israel tới Mỹ và ngược lại, nhưng chồng tôi đã an ủi. Em hãy nghĩ về việc làm tấm gương cho Alma. Nếu em muốn con mình tin con có thể theo đuổi giấc mơ, thì em hãy tự mình làm điều đó trước. Những thứ còn lại, hai ta sẽ tìm cách giải quyết sau. Cô Gadot đã làm theo lời động viên ấy từ chồng, và giờ đây cô trở thành một trong những ngôi sao nổi bật của Hollywood. Gadot tiết lộ mang thai hôm ngày 1 tháng 3 trên tờ People, một ngày sau khi cô tham dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Cùng ngày, diễn viên đăng bức hình chụp bên chồng và hai con trên mạng xã hội, báo tin vui với người hâm mộ. Trên trang cá nhân, Wonder Woman Gal Gadot đăng tải ảnh rạng rỡ cạnh ông xã Jaron Vassano và hai con gái nhà họ là Alma 9 tuổi và Maya 3 tuổi. Ba cha con âu yếm đặt tay lên bụng của minh tinh 36 tuổi như đang nâng niu em bé sắp chào đời. Bài đăng của Hoa hậu Israel 2004 đã nhanh chóng gây sốt với hơn 3,4 triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận. Các đồng nghiệp của cô như Jason Momoa, Hilary Swank, Maya Dragon cũng nhanh chóng chia vui với ba mẹ 8X và gia đình, mừng họ chuẩn bị đón thành viên thứ 5. Nữ diễn viên cho biết, cả gia đình được xuất hiện trong phim giống như món quà Giáng sinh đối với cô. Tôi không thể thực hiện bộ phim mà không có sự hỗ trợ của gia đình, họ là một phần của nó. Việc mọi người xuất hiện trong nó có ý nghĩa rất lớn và là món quà lưu niệm tuyệt vời nhất mà tôi sẽ mãi mãi trân trọng, Gal Gadot nói.